mòn dương lô nè tặng ngọt nè. Đang tụi nó khăn món á nè. Ôi nhì, nhưng mà tại cho mình làm ta chủ lục bò dương tiết má. Sạch món đó lòng xanh khăn mình tên. Mùi nỉ món bò dương ở thông lô khăn mà tên món á. Nhưng vô viên một đất sử dụng chế nhảm hơi xe mẹ bà lại vĩnh. Nhưng miên chú mùi nâng sử dụng chế spay cái nhánh tờ xót chi cực mốc hai nâng spay cái đảo tờ chạp đảo anh thôi chú mùi nhầm tặng ngọt nế. Tờ bóng lãi nhầm chạp đảo liên quan bà dương ngày xa áp sân á. Ôi nỉ món dương ở thông lô khăn á. Thank you.
Nhâm chụp đam lạc hương món. Đam sai sụp chớ. Chạp hình cha chớ. Tao bị lạc hướng xong rồi, lời nên nhâm chập đạm đạn đột món đó nè. Nhâm đã tập của chúng ta chớ, đặc biệt cũng ai sử dụng chế bỏ chân không ấy. Nhâm chấp đam bông chặt chữ lúa đặt tầm số nhảy hay nhâm tê tôm đi chỗ. Tôm nằm tê bao nhiêu ăn mất lối nhâm đã score số chỗ. Mà sai súp. Và tôm tiếp nhâm đặt tạt con chim chỗ. Hai nhanh tạc trầy. Ôi nè, tạc chủ lục bò dương rồi rồi, lăng tổ nấu không một tên. Ôi, mòn tạc bò dương hoàn tạc bò khăn chư nó muốn á. Tỏ một chiếc nhận đạc bóng tiện bên trên chỗ. Món hai nơi sử dụng chế bằng giấc ăn cho ăn lón á. Nhâm được đi lái. Ôi nhỉ. Lăng tình nốn khăn mình tên.
món đồ sử dụng trên là bao nhiêu ban chân hỏi tờ cho bao nhiêu cho mỗi nhâm từng có cái này á. Ồ, lắng khiếm từng đống chẳng anh khá là mình tên. Ôi, món dương lô nè từng có cái này. Đang từng đống khá là món á nè. Ôi nhì, nhâm đã cho mỗi lần ta chủ lục bao dương tiết má. Món này lòng xanh khá là mình tên. Mọi người đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye!